cứ bà bầu nào trong suốt quá trình mang thai cũng canh cánh một nỗi lo liệu con mình có được khỏe mạnh hay không, có phát triển bình thường hay không. Trên thực tế, mẹ bầu có thể phần nào cảm nhận được con yêu trong bụng mình hoặc thông qua những dấu hiệu được thể hiện ra ngoài. Nếu nhận thấy ba điều bất thường này trong những tháng cuối của thai kỳ, điều đó chứng minh thai nhi đang phát triển rất tốt. 1. Thường xuyên đi tiểu. Rất nhiều mẹ bầu than thở rằng khi mang thai, vào những tháng cuối của thai kỳ, họ đi tiểu rất nhiều lần. Điều này khiến các bà mẹ lo lắng, thậm chí có người còn phải đến bệnh viện để khám. Sau khi thăm khám, được các bác sĩ giải thích, mẹ bầu mới hiểu rằng dấu hiệu này là hoàn toàn bình thường, không có gì để lo ngại. Nguyên nhân là do cùng với sự phát triển của thai nhi, thể tích tử cung của người phụ nữ cũng sẽ tăng lên. Nó chèn ép lên bàng quang, khi đó cơ thể người mẹ chỉ chứa được một ít lượng nước tiểu, phải đi vệ sinh thường xuyên hơn. 2. Giảm cử động của thai nhi. Bình thường, mọi mẹ bầu đều tin rằng em bé trong bụng phải cử động nhiều mới chứng tỏ con khỏe mạnh. Vì thế, ở những tháng cuối của thai kỳ, khi thấy con ít vận động, tần suất giảm đi nhiều, họ sẽ rất lo lắng. Trên thực tế, tình trạng này là bình thường. Ở những tháng cuối, kích thước và trọng lượng của trẻ đã lớn hơn rất nhiều. Không gian cho trẻ trong bụng mẹ bị hạn chế, vì thế các hoạt động sẽ giảm dần. Nếu thấy con ít cử động hơn, mẹ bầu cũng không cần phải quá lo lắng. 3. Phù nề. Trong 3 tháng giữa thai kỳ, nhiều bà mẹ bắt đầu bị phù nề, đặc biệt là chân. Khi xảy ra điều này, nhiều mẹ lo lắng không biết mình có gặp vấn đề gì hay không, hay con có được khỏe mạnh hay không. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng. Nguyên nhân là do khi thể tích của em bé đủ lớn, máu trở về tĩnh mạch của mẹ bị dồn nén, dẫn đến tình trạng phù nề. Những thay đổi tưởng như bất thường khi mang thai như trên là tín hiệu vui mừng cho thấy em bé đang phát triển rất tốt và là tình trạng hết sức bình thường không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, bà bầu cũng nên chú ý những điều sau để vượt cạn một cách suôn sẻ nhất. 1. Tập thể dục điều độ. Một số mẹ bầu bị mất ngủ trong giai đoạn 3 tháng cuối của thai kỳ và tập thể dục đúng cách chính là biện pháp để khiến các mẹ đỡ mệt mỏi, dễ ngủ hơn. Chất lượng giấc ngủ sẽ được nâng cao nếu mẹ bầu vận động hợp lý và khoa học. 2. Bổ sung canxi kịp thời. Canxi đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì chức năng bình thường của cơ thể. Nhưng trong quý 3 của thai kỳ, nguyên tố cần thiết cho sự phát triển của em bé này sẽ tăng dần lên, vì vậy mẹ bầu dễ bị thiếu hụt canxi. Nếu cơ thể mẹ thiếu canxi sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé, vì vậy các bà mẹ tương lai phải chú ý kết hợp hợp lý trong chế độ ăn thường ngày và bổ sung nguyên tố này kịp thời. 3. Khám thai đúng lịch. Việc kiểm tra sức khỏe cho em bé là điều mà ai cũng biết là quan trọng, nhưng không phải ai cũng thực hiện nghiêm túc, đi khám đúng lịch hẹn. Nhiều bà mẹ thậm chí còn không quan tâm tới vấn đề này, một số khác thì đi khám không đều, không đúng lịch hẹn của bác sĩ. Đó là lý do cho những tình huống xấu xảy ra với thai nhi nhưng lại không thể kịp thời khắc phục. Vì thế, để bảo vệ tốt hơn, các bà mẹ cần phải trang bị kiến thức liên quan đến sức khỏe của bản thân để hiểu hơn về chính mình và cảm nhận sự phát triển của con trong bụng.